Em tên là Lưu Ánh Trinh, em hiện tại làm nấu bếp cho nhà tù của Orange County. À, nấu bếp cho ai? Mấy nhà tù ạ. Ồ, dạ. Hay quá vậy, có làm công việc đó luôn á hả? Dạ. Em làm công việc đã bao lâu rồi em? Dạ, em làm 4 năm rồi chị. Mình có sợ gì không? Dạ, ban đầu em hơi sợ nhưng mà biết rồi cũng quen. Mà tù đó là tù của nhiều thành phần hả? Dạ, em tù đó là... cái tù đó là lớn nhất của quận Cam. Wow. Dạ, chứa cỡ 3.200 người. Wow. Dạ. Hy vọng là không có anh tù nào để ý thích em. Dạ. Rồi, năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 27 tuổi. 27 tuổi, hồi nãy em chưa giới thiệu tuổi đúng không? Dạ, em 33 tuổi. 33 tuổi, một bên là y tá, giúp đời giúp người, một bên là nấu cơm cho nhà tù, cũng giúp đời giúp người. Còn hai công việc có vẻ cũng rất là phù hợp với nhau. Em tự thấy là mình có những cái điểm mạnh nào, cái điểm nào chưa có mạnh ở trong cuộc sống của mình, trong công việc của mình? Dạ, đầu tiên thì em muốn nói về điểm mạnh của em là em tự lập được, em không có thích nhờ gia đình. Dạ, em tự lập, em làm việc rất là cố gắng. Em có mục đích là mong sau này thì em để dành nhiều tiền rồi em mua căn nhà ở quận Cam. Khoảng bao nhiêu lâu nữa thì em có thể mua được nhà? Theo như cái kế hoạch của em á, bao nhiêu năm nữa? Cũng hơi lâu chị. Hơi lâu thì mình nhà phải... ở đây mắc quá. Chị hiểu rồi, nhưng mà ví dụ kế hoạch 3 năm hay 5 năm hay 7 năm hay 10 năm mình phải có cái plan của mình chứ. Chừng nào nhà nó hạ giá thì mua. Khó quá. Chừng nào nhà có hạ giá em có mua, em rủ thì Tường mua với nha. Rồi, ok, đó cũng là một cái định hướng trong cuộc sống rất là tốt. Ngoài ra còn cái gì nữa không? Dạ, em nấu ăn rất là ngon, em biết nấu ăn, em nấu món được Việt. Món Việt cũng có, món hồ hoa cũng có, em nấu món Ý cũng được, món Mexico, món Mễ cũng được. Em thích ăn đồ của nước nào? Dạ, em thích ăn món Việt. Món Việt. Bên này món Việt nấu ngon nhất là món gì? Em nấu ngon nhất là mấy cái đồ xào. Và em cũng biết làm gỏi cuốn, bò bí này nọ. Gỏi cuốn ngon lắm á. Ở đây là thích ăn gỏi cuốn không? Chấm nước mắm hoặc chấm tương rất là ngon. Rồi còn điểm yếu của mình thì sao? Dạ, điểm yếu trong cuộc sống thì em suy nghĩ hơi bị gọi là tiêu cực chút xíu. Coi như là buông xuôi chút, hơi bị dễ chút xíu nhưng có nghĩa là thí dụ có cái sự việc gì nó em cảm thấy nó khó khăn thì em dễ buông xuôi. Dạ, hiện tại em cũng cố gắng khắc phục cái điểm yếu của em. Dạ. Rồi nãy giờ bạn gái đã giới thiệu rồi, giờ đến phiên mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì? Thì Trung làm y tá ở bệnh viện, cũng là bệnh viện của County, cũng làm trong phòng mạch mắt và có tiếp xúc với những inmate, là những cái người mà tù. Khi mà họ tới, họ có vấn đề, khi mà họ trong tù, họ đánh lộn gì đó, kiểu như bị bầm mắt, bầm gì đó, họ cũng tới cái phòng mạch của Trung để mà khai mắt. Nên trong cái môi trường làm việc của Trung thì Trung cũng tiếp xúc với những người tù. Điểm mạnh của Trung thì là Trung qua đây là dạng là du học sinh, xong rồi cũng cố gắng, rồi bươn chải, rồi học tốt nghiệp ra trường, rồi mới có một cái vị trí tốt làm việc trong bệnh viện. Là hiện giờ có quốc tịch ở đây chưa hay là vẫn còn là người là du Trung có thẻ xanh, rồi tháng 8 này Trung sẽ thi quốc tịch. Điểm yếu của Trung là vì cái tính đó nên kiểu như khi làm gì thì kiểu như là cứ đâm đầu kiểu như tập trung làm cho bằng được, nên nhiều khi không có để ý đến cái chuyện giống như là vui chơi giải trí hay là hội họp bạn bè, nên kiểu như quá tập trung vào một cái việc mà mình muốn làm. Là điểm yếu là Trung thấy là mình phải nên dung hòa mọi thứ, kiểu như có giải trí, có theo đuổi công việc thì nó tốt hơn. Bây giờ tới cái tình trường, em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua cũng 2-3 mối tình, nhưng mà mối tình mà để lại sâu đậm nhất của em là chỉ có một thôi. Dạ. Cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây cũng là một tháng rồi. Nhưng... Dạ, tại vì em chia tay lúc... Em quen được bao lâu? Em quen được 3 năm. 3 năm mà mới chia tay có 1 tháng thôi. Dạ, tại vì trước khi một chia tay là em và anh đó có giống như là không có nói chuyện lâu rồi. Xong rồi em mới quyết định là buông xuôi. Là khi mà quyết định buông xuôi là cách đây 1 tháng. Cách đây 1 tháng, nhưng mà thực chất là đã không còn giống như tình cảm như xưa là lâu rồi. Cả hai đã lạnh nhạt với nhau, lời lẫn không quan tâm với nhau nữa. Nguyên nhân vì sao như vậy? Tại vì
em muốn có một gia đình với anh đó thì anh đó chưa có cho em điều kiện đó được. Dạ. Có nghĩa là người ta vẫn quen nhưng người ta không tính tới cái hôn nhân, đúng không? Dạ. Thật sự cái điều này thì Tường rất là đồng cảm. Tất cả các em phụ nữ á, mình luôn luôn mong muốn có một cái gì đó nó ổn định trong cuộc sống. À, tình cảm cũng vậy, mình muốn có một cái gia đình. Bởi vì bản chất cơ bản, cái cốt lõi của người phụ nữ vẫn là người phụ nữ của gia đình, mái ấm gia đình. Dù ở đâu, dù ở Việt Nam hay dù ở Mỹ, thì người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng như vậy hết. Và hôm nay em cũng đừng buồn, chị cũng chia sẻ với em một thông tin luôn. Cách nhanh nhất để quên một người đàn ông là hãy tìm tới một người đàn ông khác. Sẽ có music vào đó. Rồi bây giờ hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Làm đi, lãng mạn. Trời ơi, phải đợi nhắc Tuồng nữa, chết rồi. Anh bạn em. Cảm ơn anh. Rồi, về vị trí. Trò chuyện thật là vui vẻ với nhau nha. Một chút xíu Tuồng sẽ quay lại nha. Rồi cứ mời bạn gái nè, đút bạn gái ăn bánh cũng được nữa. Muốn làm gì làm đi, có mấy phút thôi đó. Em có làm cái này, mời anh có, ăn thử. Anh thích ăn lại, cảm ơn em. Dạ. Đây là món gì vậy? Nấm xào với cơm thôi. Nấm xào với cơm hả? À. Em nấu sáng nay vậy hay là? Dạ, em sáng nay em dậy sớm cho nên em nấu tối qua. Thank you. Nấm xào với cơm, happy. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn, không có gì. Em anh tên Trung. Dạ em tên là Trinh ạ. Dạ tên Trinh, hai tên. Em á, thường thường đi làm á, là thứ mấy? Có làm 5 ngày một tuần không hay là? Dạ em làm thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2. Em làm từ 9 giờ sáng tới 7 giờ rưỡi tối. Là mình nghỉ thứ 2, thứ 3, thứ 4. Dạ đúng rồi. Vậy cũng có nhiều thời gian. Dạ. Còn anh thì sao? Anh thì đi làm ở bệnh viện thì anh làm 4 ngày một tuần. Đây làm thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Anh nghỉ 3 ngày weekend. Weekend em đi làm, weekend anh nóp. Dạ. Yeah. Anh làm ở đó, bệnh viện bao lâu rồi? Anh làm ở bệnh viện cũng được 3 năm á. Anh qua anh Mỹ hết lâu, bao lâu rồi? Anh qua hồi 2006 á, cũng được 13 năm rồi. Em qua cũng trước anh 2 năm. Dạ. Thường thường anh đi chơi, có đi chơi ngành off của anh không? Thường anh đi chơi thì kiểu như anh cũng đi, cái đam mê chính của anh là ăn uống, nên khi đi chơi của anh đó là anh đi ra anh tìm những cái chỗ ăn mới, những cái quán ăn ngon xong rồi anh ăn. Chứ anh cũng ít kiểu như đi là đi xa, leo núi. Vậy hả? Em thì thích mạo hiểm, em thích đi leo núi này nọ. Dạ. Anh đang sống chung với ba mẹ hay sao? Anh hiện tại anh sống mình. Ba mẹ anh hôm nay qua thì dự đi từ Việt Nam qua đi du lịch, xong tới thăm rồi sẵn nhân tiện tham gia chương trình. Còn ở LA thì anh sống một mình. Anh cũng tự lập giỏi quá ha. Còn em vẫn còn sống với ba mẹ. Dạ em vẫn còn sống với ba mẹ. Hết giờ rồi. Sao tôi nghe toàn tiếng xa xa tò mò lắng lắng hóng tai nghe mà không nghe vô chuyện yêu đương gì, mà nghe toàn chuyện đi chơi đồ này kia không vậy? Rồi cổ làm đồ ăn cho em mà em không ăn luôn nữa. Đó phải ăn biết tay nghề của người ta như thế nào chứ. Ủa món gì vậy em? Dạ nấm xào tiêu. Chị muốn xào thử không? Không, ta làm cho em phải thử chứ, thử đi mới biết mùi vị người ta, tay nghề người ta như thế nào. Chương trình mình là hẹn hò ăn trưa mà, đói bụng đâu có tâm sự được. Ăn bánh cho em, ăn bánh uống nước cũng được. Ý là cổ không muốn cho em tăng cân đó, điều cho nên là mới là cho ăn nấm đó. Ngon đậm đà. Mai mốt cưới cổ về là suốt ngày ăn cơm với nấm thôi đó. Vấn đề là bây giờ nè, hẹn hò nhau, bây giờ em thử em suy nghĩ coi. Cái buổi hẹn hò đầu tiên không tính bữa nay nha. Nếu một mình em với cổ thì em sẽ đưa cổ đi đâu chơi, em làm cái gì để gọi là lãng mạn. Em thử em hình dung ra chị Tường nghe thử coi. Đối với em lãng mạn chắc là mình sẽ tìm một cái công viên nào đó có cái hồ nước, xong rồi mình đi vòng vòng. Rồi mình đi vòng vòng công viên cái hồ nước đó, vừa đi vừa nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn, bày tỏ. Nhưng mà vậy chưa, cái đó đâu phải gọi là lãng mạn. Cái đó mới là đi tìm hiểu, đi chơi, nói chuyện. Lãng mạn là em phải làm một cái hành động gì đó, nó lãng mạn. Đi nhiều khi cổ mệt nữa. Chắc là sau khi đi bộ xong rồi ấp vô một cái nhà hàng nào đó, ăn uống dưới ánh đèn vàng, có bông hoa. Đó, ví dụ vậy là bắt đầu hơi mé mé vô được chút xíu nè. Có nghĩa là em phải set up trước. Em dẫn cô đi bộ cho cô có mỏi chân đúng không? Rồi em phải set up cho cái nhà hàng, có hoa, có nến gì đó. Ví dụ vô em vô em búng cái tay chóc đó, người ta bưng đèn ra, búng cái chóc, người ta bưng đồ ăn ra, thậm chí là violon đồ lên, ví dụ vậy, cái đó mới gọi là lãng mạn. Được không? Để học hỏi. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ.
Nha, bây giờ Tường trên tay vậy, Tường là có một cái sách bài. Ở trong đây nó có những cái yêu cầu, và nếu mà chúng ta bóc được những cái nội dung trong cái yêu cầu này á, là cái gì thì chúng ta phải thực hiện theo. Mời em trai làm trước. Em thích màu xanh. Màu xanh hy vọng. Đọc lớn lên. Không có gì hết. Có nghĩa là em được cái ưu tiên. Bây giờ em muốn hỏi bạn gái cái gì thì em hỏi. Trời ơi, vậy muốn hỏi gì? Một câu một thôi, suy nghĩ cho kỹ. Có giá trị nha, có giá trị. Hỏi giá trị là chút nữa bấm nút, em có bấm nút không? Chút nữa bấm nút, em có bấm nút không? Dù gì. Thiệt tình bực mình quá. Không có lãng mạn một chút nào. Cái chuyện người ta bấm nút hay không là cái chuyện của người ta. Mình phải làm như thế nào để người ta bấm nút. Chứ đừng có hỏi câu là em có bấm nút hay không. Em phải làm cái gì đó cổ cảm thấy ồ ok anh này được, cổ mới bấm nút. Còn bây giờ em hỏi cổ là hỏi về cái gì đó, con người cổ, sở thích cổ, gia đình cổ, cái kế hoạch muốn kết hôn của cổ, cổ muốn sinh mấy đứa con hay là cái gì đó, em muốn cái gì em hỏi, tự nhiên hỏi. Trời, không lẽ tôi ở bút ghé, tôi ở đây hoài, tôi đi theo ông này cho ông chừng nào tới đám cưới tôi mới về chứ. Em có trời ơi khó quá, em gái có hỗ trợ anh trai được đoạn không em gái? Đó, anh vậy làm sao mà chị mai mối được. Bây giờ hỏi một câu hỏi cho bạn gái, anh không biết hỏi cái gì luôn kìa. Đó, thấy chưa? Thiệt tình luôn á. Em muốn khi nào kết hôn? Cái việc kết hôn hay không thì tùy theo cái tình cảm của mình ngay lúc đó thôi. Thời gian thì không có quyết định được. Người phụ nữ không thể quyết định được khi nào mình kết hôn nếu như không có cái sự chủ động của người đàn ông nhá. Nói cho vui thôi, nhưng những cái sâu lắng thì em là vẫn phải là cái người quyết định. Nãy giờ cũng rất là nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi. Hôm nay là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau, chương trình chỉ cho hai bạn một cái cơ hội thôi. Còn có bấm nút hẹn hò với nhau hay không là quyền của các bạn. Thì Tường cũng chỉ là cầu nối cho hai bạn thôi. Bây giờ để cho các bạn mỗi người nói một câu cuối cùng trước khi đưa ra quyết định của mình, các bạn sẽ nói gì. Muốn nói gì cũng được nhưng phải thật lòng. Và các bạn phải lưu ý là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình này, rất là nhiều người, kể cả những người thân của mình cũng đang theo dõi. Trước khi mình đưa ra quyết định của mình, mời bạn trai nói trước. Thì qua một buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh thấy em là một người là chân thành, thật thà. Và anh cảm thấy là mình nên cho nhau cơ hội để mình hẹn hò và biết thêm nhiều về nhau hơn. Còn em thì thấy anh cũng là người thật thà và chân thành, và em cũng đồng ý là mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau. Rồi, bây giờ các Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Hãy nhắm mắt lại, hãy cảm nhận từ nãy giờ chúng ta đã trò chuyện những gì, và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu thật sự trái tim ta rung động, chúng ta mới bấm. Bấm nút là trao cái duyên của mình đi dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Bấm nút là hẹn hò để tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Không có rung động, không bấm nút, không vì lịch sự, không vì bất cứ một điều gì cả, chỉ vì chính bản thân và trái tim của mình thôi. Bây giờ Tường sẽ đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Và hai nửa trái tim đã cùng sáng đèn thưa quý vị. Chúc mừng hai bạn nha. Bây giờ thì hai bạn có thể đứng về một phía và nắm tay nhau. Và chúng ta đang ở Mỹ mà, hình như hai bạn cũng hơi rụt rè đúng không? Tường sẽ tạo cơ hội cho bạn trai, hãy nắm tay bạn gái và hãy hôn lên má của em một cái để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò với nhau dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên. Bác cho con xin phép. Bác ơi, bác kìa, xin phép kìa bác. Hôn. Xin phép hôn quá bác. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều.